Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay lên sóng cho bác những mẫu xe đẹp đây. Bên em thì xe về liên tục, có mức giá thì hợp lý, xe đẹp chất lượng. Các bác là đầu xem video của em, hào phóng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Em cảm ơn các bác nhiều. Có con xe này sản xuất 2010 các nhá, 2010, số tự động. Có một mẫu xe phân khúc hạng D nhá, có sánh ngang cùng với Toyota Camry luôn. Đó, cực kỳ chất lượng. Sau đây em quay chi tiết tổng thành cho bác xem con xe này trước nhá, rồi em quay con xe kia sau. Đó, nói chung là hai con xe này ngày xưa mua mới không hề rẻ nhá, không hề rẻ thôi. Bây giờ là cứ 286 triệu một xe nhá. Hai con xe này là cùng một đời xe, đều là 2010, đăng ký 21, có số tự động. Sau đây em quay chi tiết tổng thành con xe màu này trước các bác nhá. Em quay con này trước này. Nếu để cộng hai con xe này lại, ngày xưa hai con xe này nó phải gần 3 tỷ các nhá. Đó. Mẫu xe được mang tên là Nissan Terra. Sản xuất năm 2010, đăng ký 2011, số tự động. Đó, con này lên form mới rồi các nhá, form mới rồi. Đã hoàn toàn lên form mới rồi, form mới và form cũ nó khác nhau rất là nhiều, nó chênh nhau hàng trăm triệu luôn đấy ạ, gần trăm triệu đấy ạ. Và con này là sản xuất 2010. Nó lên form mới nhìn rất đẹp luôn. Các bác nhìn nó dài xe và nó trường xe nhá. Cực kỳ dài này. Rất mượt xe luôn. Trang bị khá nhiều option. Toàn bộ là gương kính chỉnh điện rồi, gương gập điện đầy đủ. Túi khí phanh ABS. Màn hình Android cam lùi. Đặc biệt hơn nữa là con này nó có một cái bộ ghế cực kỳ êm. Ghế nguyên bản đấy ạ. Cái dòng Terra này có cái ghế rất êm luôn, ngồi êm du luôn ạ. Đặc trưng của dòng Terra như vậy. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy. À em xin lỗi, xem phần nội thất nhá. Nội thất đây. Đẹp này. Tablo này, zin này. Màn hình độ lên rất đẹp luôn. Điều hòa auto nhá, số tự động này. Nếu mà để con này nó mà nhảy số thì các bác không thể biết là ngồi trong xe là nó đang nhảy đến số mấy. Tại vì nó nhảy lên mình không cảm giác được là nó nhảy số luôn, nó rất là mượt. Đó, xe đẹp căng luôn. Đây là ghế này, là ghế zin này. Những cái phần nhăn kia là nguyên bản của xe. Đó, có một cái ghế của dòng Terra là nó vậy. Đó, ngồi rất êm luôn các bác nhá, cực kỳ êm luôn. Có vùng điều hòa đằng sau này, được chưa? Nói chung là xe đẹp chất lượng. Lỗ sau rất đẹp mới này. Đó, trần chiếc nguyên bản hết. Mẫu xe này bên em bán mức giá là 286 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến con xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988 04 8888 hoặc 0926 836 686. Địa chỉ em Yên Dũng Bắc Giang các bác nhá. Táp ly nó rất là rộng này, to bản này, đẹp này. Ghế chỉnh điện nhá. Đây ạ, ghế chỉnh điện này. Ghế chỉnh điện đa hướng này. Đó, có ga tự động đầy đủ này. Mẫu xe phân khúc hạng D mà. Rất là cao cấp luôn nhá. Thôi nhá, cao cấp luôn. Xe thì đẹp, giá hợp lý đúng không ạ? 286 triệu. Một mức giá quá hời luôn. Đề lỗ thông minh laptop này. Em mời bác xem máy nhá. Đây, em mời bác xem cái phần cốp này, quên rồi, chưa bác xem cốp. Quay nói chung là nó phải chi tiết đúng không ạ? Đầy đủ luôn. Cốp rộng này. Lỉ nguyên bản đây. Cốp dòng này rất rộng nhá, đẹp nhá. Tôn vỏ các bác nhìn nó đẹp mới căng này cơ mà. Được chưa? Máy đang lổ rồi, lổ khá êm luôn. Trong Terra này thì nó bền các bạn, nó bền, nó rất là lành xe. Và nó khá thương hiệu rồi. Máy êm du này.
Máy lổ êm này các bác này, lổ khá êm luôn đấy ạ. $286 triệu nhá. Hai con xe này là đồng giá nhá, cả con Tesla này cũng đồng giá với con xe này, cũng cùng đời luôn. Màn hình này cùng đời xe và cùng giá nhá các nhá. Sau đây em quay tiếp tục cái con màu trắng này, thì con xe này với con xe kia thì nó form như nhau và nó đều bộ là nó trang bị ốp sống Tesla này cực kỳ bền các nhá, nó rất là bền bỉ luôn đấy ạ. Form nó đẹp, nó dài, thì nó rất là dài xe luôn. Các bạn nhìn này, nó trường xe chưa, phân khúc hạng D mà sang trọng. Bây giờ các bác mua về sẵn dùng thôi, không phải làm cái gì nữa. Nội thất rất đẹp luôn, trang bị cực kỳ nhiều option. Con này thì người ta độ lên cái màn hình dọc nhá. $286 triệu thôi nhá. Tesla 2010 đăng ký 21. Có vùng điều hòa đằng sau này. Nói chung là con xe này và con xe kia đều giống nhau, kể cả chất lượng cũng như là giá cả đều giống nhau thôi nhá. Tại bên em đi xem xe thì lúc nào cũng kiểm tra những con xe nào nó cảm thấy nó cứng xe, xem kỹ và cảm thấy cái tầm giá cũng như là cái chất lượng xe nó phải đạt yêu cầu bên em mới mua, chứ không phải xe nào bên em cũng mua nhá. Đầu đài nguyên bản này, tôn vỏ rất đẹp luôn này, chung là khá đều xe, giá cả thì hợp lý cho các bác thôi. 286 triệu một xe, bao rút hồ sơ luôn cho bác. Máy lổ rất êm. Em mời bác xem máy nhé. Máy êm này. Chung bên em có cam kết cho bác và cũng như tả xe chuẩn luôn, để đỡ mất công việc của hai bên đúng không ạ? Đó, thế là các bác yên tâm khi mua xe bên em nhá. Bên em thì uy tín bao năm nay rồi. Đây là địa chỉ cửa hàng em. Vâng, một lần em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video sau. Thế này, chào, tạm biệt các bác ạ.